Thưa quý vị, Kỳ Duyên đang đứng đây với lại anh Cao Khoan, là một trong những người sáng lập của công ty Mabi. Thưa quý vị, công ty Mabi là một cái app kết nối liền với lại người tiêu dùng, là khách hàng, là người thợ và người chủ tiệm nail. Có nghĩa là mình chỉ cần đến bất cứ nơi nào, mình bật cái app lên, mình nói kiếm những tiệm nail near me, mình sẽ thấy tất cả những tiệm nail, mình thấy những khung giờ trống, mình có thể tự động book online và lựa luôn cái người thợ mà mình mong muốn. Vậy xin hỏi Khao nè, từ ngày cái app ra và mình quảng cáo trên Thúy Nga thì cho tới bây giờ mình còn những cái áp dụng gì mới và những cái sự phản hồi ra sao? Dạ, lời đầu tiên cho Khao Khoa xin được phép lời được chào trân trọng với tất cả quý vị ạ. Em chào chị Kỳ Duyên. Sau vài tháng thì mình được nhận những phản hồi rất tích cực từ quý khán thính giả. Mọi người thích thú với hệ thống online booking của mình, hệ thống thanh toán tiền, chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó thì mình cũng nhận được thêm một số phản hồi là quý chủ tiệm cũng mong muốn tìm thêm khách mới. Và Mabi, chương trình đó không có sẵn, và quý vị vui lòng vào trang mabi.us đăng ký, chúng tôi sẽ phục vụ hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, thường thường một cái service như vậy là khoảng 800 đồng một tháng đó. Nhưng mà bây giờ là cái quan trọng nhất là phần quà của em là bao nhiêu tiền và đâu, phong bì đâu? Bao nhiêu? Ủa sao chị cầm chị thấy hơi nặng đó? Dạ, trong này là 10.000 ạ. Wow. Và bây giờ em muốn... xin lỗi quý vị, cái phần này nó sẽ có khác một tí, là em xin dành tặng cho chú Ngạn, tại vì con được biết là chú âm thầm làm từ thiện rất nhiều. Con kính gửi chú phần quà này. Thưa quý vị, tại vì Kỳ Duyên có tâm sự với Khao và nói rằng anh Thạn đã làm từ thiện rất nhiều bằng cách thường thường gửi những tiền cho các sơ và các cha. Thầy đây, thì một lát nữa em đưa anh, xin nhờ anh chuyển về những nơi cần thiết. Và sau đây xin mời anh giới thiệu. Tôi hôm nay tôi ngại xuống khán giả, tại vì tôi đoán trước là nếu tôi xuống thì sẽ có nhiều người cho tiền. Nhưng mà dù sao đi, chú cũng cảm ơn cháu rất là nhiều. Chú thực tâm muốn nói với cháu một điều là cái việc chú làm từ thiện nó không đáng kể muối bỏ biển thôi. Và đối với bất cứ người nào làm từ thiện thì chú đều kính phục, chú đều ca ngợi người đó. Chẳng hạn như cháu, hôm nay cháu đưa cho chú 10.000. Và chú biết trước là chú cũng chỉ là cơ quan chuyển tiền mà thôi, để gửi về cho từ thiện. Như thế này cháu, tạm thời cháu đưa cho chú thì chú hay đưa cho bà xã chú lắm, thành thử ra thôi cháu cứ giữ đi. Chú sẽ chuyển cho cháu cái địa chỉ của cơ quan từ thiện mà chú biết là họ cần, rồi chính cháu sẽ gửi thẳng về đó. Chứ cháu đưa cho chú nhiều khi nó cũng bay bớt đi thì nó không tốt. Thôi thì để tạm thời em giữ tạm cho anh thôi. Cảm ơn nha. Rồi, thank you. Rất nhiều.